các bác khi đóng hàng để bảo hành ấy, thì phụ kiện chúng ta sẽ giữ lại cất đi và chỉ gửi máy không thôi. Và lưu ý của mọi người là khi chúng ta mua hàng thì lên để giữ lại thùng và xốp, để nếu có trục trặc thì bảo hành sẽ có cái thùng để đóng đi. Đấy, sẽ cho máy vào và chùm cái ni lông của máy lên để tránh bị xước trong quá trình vận chuyển. Đấy, sau đó thì mọi người sẽ cho đúng cái chiều xốp chống sốc của máy vào. À, từ nồi chiên, nồi cơm, rồi bình ấm siêu tốc, đèn sửa hay là các cái sản phẩm khác cũng vậy. Chúng ta hết sức phải lưu ý là đóng có thùng xốp thì chúng ta phải đóng đúng cái chiều thùng xốp đi theo máy. Như vậy nó sẽ bảo vệ được máy của chúng ta khỏi cái quá trình va đập trong khi vận chuyển. Xốp là phải đóng đúng chuẩn, vừa khít các cái đường góc cạnh với máy thì nó sẽ nâng đỡ và chịu được va đập, nó bảo vệ cho máy. Khi đóng thùng xốp vào như thế này thì chúng ta sẽ cho vào cái thùng cắt tông. Và các bác nhớ là cho đúng dọc theo chiều của cái xốp này thì nó sẽ mới vừa được cái thùng cắt tông. Và khi chúng ta cho cái thùng máy vào thùng bìa cắt tông số 1 thì sẽ để theo cái chiều dọc theo máy. Và cái dây nguồn điện nó sẽ nằm ở vị trí như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đóng lại. Đây là hai cái thanh cắt tông cứng, chúng ta sẽ để lại đúng vị trí của nó. Nó bảo vệ máy tốt hơn. Tất cả những phụ kiện mà thùng xốp thì lên giữ lại. Và sau đó sẽ đóng lại. Sau khi các bác đã cho cái bìa cắt tông số 1 vào trong máy và chúng ta sẽ cho cái bìa cắt tông cả máy vào cái thùng bảo vệ số 2, cái bìa cắt tông phía ngoài, thì chúng ta sẽ cần đến những cái tấm như thế này, tấm cắt tông. Chúng ta sẽ chêm vào cạnh để cho nó đảm bảo cái độ cứng không bị va chạm. Và mọi người nhớ là chuẩn bị một tờ giấy để ghi lỗi của máy. Ví dụ lỗi máy không chạy này, địa chỉ của các bác gửi hàng này, và người gửi, tên người gửi này, địa chỉ người gửi này, và số điện thoại của người gửi thì để cho bên bảo hành họ sẽ liên hệ và gửi lại máy theo cho chúng ta ở theo cái địa chỉ của người gửi và số điện thoại người gửi. Mọi người nhớ chuẩn bị một tờ giấy ghi như này, để phía trong máy hoặc là phía ngoài cũng được, chúng ta sẽ dán vào và ghi rõ ràng là lỗi máy bị lỗi gì, người gửi, tên người gửi, địa chỉ ở đâu, số điện thoại, để sau này khi hãng họ bảo hành xong thì họ sẽ gửi lại máy theo cái địa chỉ và số điện thoại của người gửi. Chúng ta sẽ chêm giấy vào như thế này. Đây là cái phía thùng trong của máy này, phía thùng ngoài này, và đây cái bìa cắt tông chêm này. Chúng ta đóng lại như thế này, nó sẽ đảm bảo hơn, các góc cạnh nó sẽ được an toàn hơn. Và mọi người nên lưu ý là khi máy lỗi thì chúng ta sẽ có thêm một tờ giấy để phía trong hoặc là các bạn dán ở phía ngoài, để hãng họ sẽ biết được là máy lỗi gì và người gửi và địa chỉ người gửi là ai, để sau này khi bảo hành xong thì hãng sẽ gửi lại máy lỗi cho chúng ta. Vừa rồi thì tất cả là cái chi tiết rồi hướng dẫn đóng lại máy để gửi bảo hành. Thì sau khi đóng lại xong, đóng lại xong như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cái băng dính. Nếu mà có băng dính ghi bên ngoài là cái băng dính chống rơi vỡ. Em hoặc là chúng ta có thể cho thêm một cái lớp xốp lổ cũng như là một cái lớp ni lông để tránh nước mưa vào vỏ. Sẽ tăng lên cái độ an toàn. Chúng ta càng đóng máy cẩn thận bao nhiêu thì nó sẽ càng đảm bảo cho cái sản phẩm của mình bấy nhiêu. Và sau này thì hãng họ cũng sẽ đóng lại như vậy cho chúng ta. Nó đảm bảo cho cái tài sản của chúng ta trong cái quá trình vận chuyển không bị hư hại do vận chuyển. Cảm ơn mọi người đã xem video.